mình luồn cho bệnh nhân trước. Dạ. Dạ coi như cái này là luồn cho bệnh nhân ha. Cái này luồn cho bệnh nhân trước ha. Ờ. Còn cái này là bệnh nhân ha. Tại vì mình không có bệnh nhân mình phải lấy cái bệnh nhân này. Cái này bệnh nhân giả. Bệnh nhân giả. Mở cái đó ra. Cái bình heli này lúc mà không sử dụng là nó nằm ở ngoài ha anh? Nằm ở ngoài. Lúc mà mình đây mình giao thì nó nằm ở ngoài, nhưng mà lúc mà mình đưa vô sử dụng á, mình để nó luôn. Thì để luôn. Chừng nào mình xài mình dặn nó nấm ra. Ừ. Khi nào mà mình xài mình chỉ cần khóa cái này thôi. Dạ. Khi nào mình xài thì mình mở này ra. Ha, cái bình heli đây ha, nó có mặt trước nó có ba cái nè, để vô kết nối với máy nè. Ha. Thì ở trên này nó cũng tương tự, nó cũng có hai cái cục, ba cái trống để vô hai cục này. Nhưng mà mình á thì theo như kinh nghiệm mà mình ấy á, thì mình không có cần phải nhìn cái này với cái này. Mình bỏ cái chai heli vô. Nhìn chưa? Đây là. Mình thấy cái này không? Thấy. Đó. Quay thấy cái này không? Rồi rồi. Bây giờ mình thấy chỗ. Thấy cái này cái hình nón nè, cái này hình nón lòi, cái này hình nón lòi. Lắm. Đó, mình đặt vô. Mình canh. Chắc mua chú ở đây luôn á. Hả? Mua chú ở đây đi anh. Mua chú ở đây, mua chú ở đây. Mua chú ở đây. Mua người á, mua người. Mua ba người là vi phạm pháp luật đó. Cái này á là bây giờ á là khóa thì là theo chiều kim đồng hồ. Mở là ngược chiều kim đồng hồ. Tất cả các loại bù lon ốc tán gì đều là có một cái quy trình của nó hết. Tháo ra là ngược chiều kim đồng hồ, mà dặn vô là theo chiều kim đồng hồ. Ha. Vậy là mở ra là ngược chiều kim đồng hồ. Đúng rồi. Đây là cái này thì nó vô cho bệnh nhân rồi. Cái này cái 2051. Cái đó 2051. Cái đó 2051. Nhớ để ý đừng có thò cái tay vô trong này làm chi cho nó cực. Cầm cái ống này nè. Cầm vô. Tại vì cái ống này đừng có sợ xúc ra. Ống này hình côn, bỏ vô nó sẽ hết thôi. Bây giờ mình mở hết ha. Mở cái máy này lên. Tất cả những cái thao tác này là mình phải chuẩn bị trước. Bật máy lên. Cho tôi đi qua kia tôi quay cho nó rõ. Công tắc này. Công tắc thấy à. Tắt nguồn thì nó dễ. Không thấy đừng quản nha. Không để nó đi làm kiểm tra. Khi mở máy lên thì là màn hình nó sẽ hiển thị lên hết những cái này. Nó sẽ test máy. Nó tự test máy. Báo lỗi. Nó có pin không anh hay đó là chứ. Có pin. Khi mình ghi điện vô có biểu đồ chạy pin bên này nè. Dạ. Tại trong lúc nhiều khi đang vận chuyển từ đây qua ICU quay lại đây qua cấm quân rồi nó không phải có pin. 90 phút. Trời, sao cái điện thoại tôi quay còn 4 phút à. Lên, máy còn pin lên. Quay tiếp khúc sau đi, nghe gần hết dung lượng nè. Nó lỗi gì, lỗi lý do gì?